Hello anh em, xin chào 500 anh em. Bây giờ mình sẽ unbox cái con Lexicon MX400 nha. Cái này là phiên bản XL. XXL có chữ L là thấy hấp dẫn rồi. Đây, cua da. Hàng mới ship về chưa vệ sinh, nó còn hơi bụi, với lại gọi là nó có hơi ba cái ba dớ đó. Giờ em sẽ khui ra nè. Bản này là xuất Mỹ nha, điện 120V, XL xài rắc XLR Canon. Rồi, công tắc giòn quá. Ui, cái màn hình còn siêu luôn. Màn hình còn siêu luôn anh em ạ. Đã quá. Rồi. Giờ mình sẽ quay sổ đít nha. Đó, coi hàng là phải coi từ đít. Dưới đít coi lên. Nó mới hấp dẫn nha. Đây. Đó, thấy không? Made in China. Bán tròn Mỹ, thành thử ra điện là 100 tới 120V nha. Tần số là 50 tới 60 Hz. Đó. Phía sau nó có cổng cái thực số nè. Hai cái cổng MIDI in với cổng through nè. Phích width nè, USB cắm vô đặng setup cài đặt chỉnh cho các kiểu ha. Rồi. Cái này gì? Đây. Đây là phần kết nối cổng in out analog của nó hen. Đầu tiên là analog input bên này. Đó, bốn cái jack XLR input. XLR bên đây thì là bốn cái rắc analog output XLR left right ha. Đó. Khi mà em setup mà bán máy cho anh em á thì là tín hiệu mình setup nó đi, mình routing nó là nó sẽ đi bốn đường vậy nha. Bốn đường và ra cũng bốn đường. Anh em cắm đủ bốn cái như vậy nó sẽ ra đủ hiệu ứng nha. Nhiều anh em tới giờ còn gà mờ ở vụ này, setup gắn có 1 cổng hoặc 2 cổng như thế này thôi. Chỉnh không bao giờ ra đủ chi tiết được nha. Đó. Phải setup routing đúng 4 cái như vậy và phải chỉnh thông số phù hợp thì nó mới ok nha. Đó, cái này là mặt sau này, anh em nhìn thấy nó còn rất chi là ok. Bây giờ em sẽ quay xương mặt trước nha. Mặt trước đây. Đó. Đi từ bên đây bên công tắc qua đi ha. Đó, này mặt trước nè. Công tắc kịch 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 kịch. Nó còn giòn khố luôn. Núm dặn nghe rét rét là thấy uy tín rồi nè. À, thấy chưa, quá là ok luôn nha. Đây, qua đây nè, cái màn hình nè, còn cái siêu chưa gỡ luôn nha. Nè, thấy chưa, màn hình còn cái miếng siêu chưa gỡ luôn, quá là ok luôn. Bên đây chữ Lexicon 400XL. À. Thanh 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 thanh, quá trời quá đất đẹp luôn. À, về sao nỡ bán được, trời ơi, biết bao nhiêu lâu mới về được một con. Lâu lắm, lâu luôn mới về được một con anh em ơi. Chắc em bỏ vô tủ máy để đợt tháng 6 đi demo cái loa quả tiễn của bên em phát hành bản thương mại nha. Bản thương mại, sau khi demo thành công thì model nó sẽ phát triển dần dần tới luôn. Nếu như mà được quý anh em khách hàng ủng hộ lâu dài thì là em sẽ đăng ký cái thương hiệu riêng cho nó nha. Hiện tại thì bên công ty đã có thương hiệu loa là AMA sao rồi nha, nhưng mà chắc có lẽ dùng cái đó cho thương hiệu loa quả tiễn luôn, hoặc không là sẽ đăng ký riêng cho nó. Đó, đây em quay tổng thể lại lần nữa nha, để vậy nhìn cho nó lịch sự, giấu ba mũ rồi vô để nhìn lồi lõm, nhìn ghê, giấu cho nhìn đẹp trai lịch sự chút á. Giấu vô nhét 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 cái đít nó nhét vô. Ba mũ làm gì lòi lòi ở ngoài bực bội, giấu vô coi coi nằm xích ra sao coi. Ừ đó, vậy đó, phải đẹp không, trời đất quỷ thần, anh đẹp quá, sao đẹp, chụp tấm hình lấy hên kìa. Rồi ok, mệt muốn đâm bốn xị nha. Hôm nay mới bắt cái đèn vàng lên, thành thử ra cái màu nó bị xỉn luôn nè, chứ nó màu xanh nha anh em. Đây nè, em bắt đèn trên nhà nè, quá trời đất đèn là đó, đó nè, đèn vàng nha, vàng nắng, nhìn trong nhà giống như mình đi ngoài trời nắng 12 giờ trưa. Mình thử ra cái màu của con Lexicon nó đổi theo luôn nè,
Đó. Rồi xong. Anh em nào kết con này liên hệ ngay cho em để sở hữu nha. Đó, chứ mà không mà em bán ế quá là em cất vô tủ để em đi demo á cho ca sĩ hát nha. Rồi, cảm ơn em đã xem clip của em nha. Anh em nào cần thì inbox qua số điện thoại Zalo 0938 641 445 để rước em nói về nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo nha. Con này là đem tính rồi. Trước Tết tới giờ luôn. Đúng rồi, từ trước Tết tới giờ mới được một con. Còn đâu là về chỉ có 1.400 thôi, chứ còn 400XL là không có. Chỉ có 400 thường, điện 220 và 110. Còn con này là xuất Mỹ. Điện là 100, 100 tới 120V. Rất là rất canon. Tín hiệu nó rất là mạnh luôn nha. Đó. Anh em nào mà có bàn Midas hay cái bàn nào mà có AUX Canon cái nữa là hết nước chấm luôn á. Phê cực kỳ luôn. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo.